chứ anh làm gì thế nhá. Bạn này, này. Bạn này dơ máu ra đi đấy. Anh em không cần phải nói gì nhiều nhá. Bạn nào mà không may bị con cá sấu này nó cắn một phát thôi là bạn ấy sẽ bị chèn một miếng nhọn nồi vào mặt nhá. Anh em, ai chơi phải chịu biết chưa? Biết chơi chưa? Chơi chưa? Ai? Okay. Ai đồng ý chơi để giơ tay lên. Bây giờ đạo cụ có rồi còn thiếu mỗi một cái nồi đen thôi. Bạn nào sẽ đi thiết kế nồi đen nhỉ? Bạn nào bị cá sấu kẹp là phải ăn ngay một vết đen nhỏ nồi này. Chưa được không nhở? Đó, ai bạn đầu tiên cùng xem lấy trước nhở? Nào. Tu xin. Tu xin. Bây giờ mọi người đi trước nhá. Rồi nhá, mình sẽ bắt đầu khởi động chú cá sấu cực kỳ cute của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời bạn thua nhất chơi. Ok, được anh Thư. Anh Thư dính ngay, dính ngay. Úi giời bạn này. Ồ. Một bè đâu đây? Trời. Rồi, mình lại tiếp tục mở em cá sấu này nhá. Úi giời. Lần này đi trước là của anh Thư, chúng ta sẽ đang đi theo chiều kia đồng hồ và anh Thư đừng có lại xui xẻo. Đen là phải chịu nhá. Oh my god, Joa! Oh my god, Joa!
mấy bạn này ăn gian các bạn bôi vào tay mình rồi. Ôi mà cái chân ôi quá đi. Rồi tiếp theo nha. Bây giờ đợi anh này. Rượu không? Rượu. Đây mời bạn. Điên trời ơi nghe. Đúng không? À. Đây phải cho mỗi bạn bồi phát nhỉ. Anh em, luật có sự thay đổi không hề nhẽ các bạn ạ. Từ bây giờ, bạn nào mà bị phát là bị mỗi người bôi một phát. Một phát thôi nhưng mà những người còn lại cũng bôi nhá. Luật bắt đầu thay đổi từ bạn Hoàng. Bạn Hoàng giọng đèn lắm này, đấy bạn. Qua chưa, anh Tư? Thôi đuổi đi rồi. Chờ cái này ấy. Ừ, rồi, đến tôi. Ui, lần này là bị nặng lần cuối cùng. Chạy nào. Chạy đâu đến nắng. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ơ, bạn báo hết. Ôi trời. Rồi, bây giờ lượt bạn nào nhé. Bạn báo. Dạ. À, báo. Báo, lần đầu tiên. Rồi, Hoàng. Ê, anh Thư. Thì điên lắm, anh thì điên lắm. Tôi. Đến lượt tôi. Mời bạn nha. Nè, bỏ nè. Hoàng. À, bây giờ bị nặng lắm. Rồi, bây giờ lượt ai đầu tiên nhỉ? Hoàng đầu tiên nè. Làm màn đen thì phát này dính ngay phát đầu tiên rồi. Anh Thư à. Rồi, ok. Ban tổ chức đã ghi nhận bạn bấm, không thích bấm ok. À, tôi Kobe. Trời ơi, sao bị sai vậy? Ơ, tóc rồi. Nói sao không sao? Ôi trời. Thế là bôi cả bàn tay. Trời gian, chơi, chơi bôi cả bàn tay. Ba là gian luôn. Đây, có cái này. Kia, đây. Ôi trời. Rồi 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 rồi. Tiếp theo nha, tiếp theo nha. À, mời bạn. Ê, ông chơi cả bàn tay. À. Rồi, ok bạn đã qua. Đang cửa. Ui. À, cuối. Cuối. Rồi ghi nhận bạn đã qua. À. Hoàng sẽ đi cướp được rồi, bảo Hoàng cướp được rồi, bỏ qua đi. Anh Thư điên rồi, anh Thư ơi, chỉ còn 2, 4, 5 cái răng thôi. À. Rồi chứ không có gương, không có gương, không biết mặt mình đang trong hình dạng gì rồi. Thôi cần đâu, nào. Hiệu ơi, phải là Hiệu này dính chắc rồi. Nè, răng nào cũng xịt luôn này. Anh em chú ý tinh thần, chú ý tinh thần thôi. Chơi ra đi. Chơi ra đi. Hiệu chơi ra đi nhở, nào. Không qua được vòng nữa đâu nha. Đấy, này, quay đi quay lại vẫn là Hiệu thôi. Mời bạn. What the fuck? Về đây, về đây, về đây. Chưa, 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 bạn phải bơi, bạn chết mất rồi. Bởi vì mọi người chơi nhiệt tình quá, đâm ra con cá sấu này nó bị hỏng hết rồi. Có những lúc mình bấm vào răng mà nó vẫn đẩy lên đấy các bạn. Cho nên mình sẽ chuyển qua môn khác, vẫn là bôi nhọn nồi nhưng mà chuyển qua môn khác. Môn đoán bóng bay. Rồi các bạn, một bạn cầm cái siêu này. Đi vào trong nhà. Ok rồi. Rồi rồi. Đi thôi, đi thôi. Đừng, đừng nhìn nhìn. Rồi thì như lúc đấy mình nói đấy, con cá sấu ấy nó bị hỏng. Ôi, con thiếu dụng cụ cái siêu. Cái siêu đặt ra bên này nhá, để các bạn. Đây là vũ khí của tụi mình nhá. Cái siêu đen xì luôn. Thì trò chơi này cũng cực kỳ đơn giản thôi. Mình chẳng hạn như là dưới này sẽ dơ cái màu này lên để xem nó trùng màu với lại cái người đứng sau mình không. Nếu mà không trùng màu ấy là sẽ bị các bạn hai bên rìa bôi đen luôn nhá. Cực kỳ đơn giản thôi. Và các bạn cũng phải chơi, cần phải chơi fair play, chơi trung thực một chút là các bạn đằng sau giờ đúng là các bạn không được bôi đâu nhá. Tẩy siêu này. Siêu này khi cần. Chưa? Chưa? Ok rồi. Ok rồi. Máu gì đây? Đây. Rồi. Bôi đi, bôi. Bôi đi. Bôi một lần thôi. Bôi nhiều thế. Được rồi, đến người tiếp theo. Đâu?
rồi, bắt đầu. Ok rồi đấy. Đây. Rồi, tiếp theo. Vẫn rất là phong độ. Cái này có thể được vào. Rồi. Bây giờ mình sẽ ấy tay của mình nha. Bạn Hoàng đá đi. Đá đi. Rồi. Tiếp theo. Anh Tư rơi ra chưa? Đây. Ở đây à? Ok, bây giờ bạn ấy đã rơi ra quả đấy, mọi người đều biết rồi đấy. Tại sao lại biết nhỉ? Chưa đang rồi. Game này là quá dễ luôn các bạn ạ. Anh thử ra màu đi. Ok. Anh thử ra màu rồi. Muốn này. Mày. Rồi. Này à? Ok. Ok, bạn ấy rơi màu ra rồi đấy. Đó rồi. Từ anh chưa bôi ạ? Như này đã đủ tàn nhẫn chưa? Như này đã đủ tàn nhẫn chưa các bạn ơi? Rồi bạn đằng sau rơi bóng đi. Ôi các bạn ơi, thật sự là có chơi nữa nó cũng không có ý nghĩa đâu, bởi vì các bạn thấy không, mặt mọi người đều đen hết rồi, bôi nữa không nhìn thấy cái màu đen nữa. Cho nên là video ngày hôm nay của chúng mình đến là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn anh em đã xem. Bây giờ tụi mình phải đi tắm và rửa mặt ngay, kiểu bố mẹ về là hơi mệt người luôn đấy. Thế nha, còn bây giờ thì xin chào lại các bạn, hẹn gặp lại các bạn video. Bye bye.